Xin chào các tình yêu, ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái clip để mình ngồi mình bóc quà. Đây là một sản phẩm của tóc giả Sally, hoặc là có một cái tên khác là tóc giả Pleiku gì đó. Thì tại vì cái thời gian qua mình lên TikTok thì xong là mọi người cứ khen cái bộ tóc này của mình đẹp quá. Thế là thành ra là mình cứ như kiểu là thành một cái gọi là KOL trong việc quảng cáo về tóc gì đó. Thì thực ra là mình không có hay nhận quảng cáo hay gì cả, mà thực sự là đây là cái sản phẩm tóc mà mọi người nhìn thấy là tóc giả Just Style của mình. Làm bộ tóc này là gần 30 triệu của mình, là nó rất là đẹp và mình dùng rất là thích. Thì mọi người cũng khá là yêu mến cái sản phẩm này. Cũng có nhiều người thì cũng muốn hỏi mình là có muốn quảng cáo hay cái gì không. Thì thực ra là mình không có muốn nhận hợp đồng quảng cáo gì cả. Thì cái phía bên bạn tóc giả Sally này là bạn ấy có nói là muốn tặng mình. Thì là mình cũng ok, mình nhận thôi và mình cũng sẽ sử dụng và mình sẽ chia sẻ với mọi người rằng là mình có nhận quà và mình sử dụng cái sản phẩm như vậy. Đó, thì nếu mà có đẹp và có phù hợp với giá tiền của các bạn thì các bạn có thể là tìm hiểu thử xem đối với cả cái tóc giả Sally này xem nó là như thế nào nhá. Thì thực ra là bạn cũng đã gửi cái này cho mình cũng khá là lâu rồi đó, phải nửa tháng rồi, hàng đến nửa tháng rồi, hôm nay mới có thời gian để bóc. Tại vì là mình cũng rất là bận và kế hoạch của mình thì là để hôm nào mà mình quay vlog á thì mình tiện thì là mình cũng sẽ bóc quà rồi là mình ghi hình cùng với các bạn. Tại vì là phải hôm nào mắc cúp xinh đẹp ấy, xong rồi mình bóc quà của bạn ra rồi mình đội cái tóc lên thì nhìn nó hợp lý đúng không ạ? Thế khổ thân, nhưng mà shop thì cứ nhắn tin hỏi suốt ngày là bạn nhận được chưa, rồi khi nào thì bạn bóc tóc ra, bạn phải bóc ra nếu không thì nó sẽ bị bẹp tóc rồi thế này thế kia các thứ ABC. Xong rồi ôi trời ơi, đến xì chết luôn. Thực sự luôn là rất là cảm ơn shop, nhưng mà shop giục mình nhiều, mình mệt mỏi lắm. Không biết có khi nào shop nghĩ rằng là mình là có lại khốn nạn mình nhận hàng ấy xong rồi là mình không thèm bóc quà, mình không thèm review cho shop hay như thế nào không. Thực sự luôn, mình hay là kiểu sếp cứ mà shop cứ hỏi xong là ý là nếu mà bây giờ không review cho nhau thì nói với nhau một câu để còn biết được đi bóc phốt cái con đĩ hú này ở trên mạng là nó đi nhận quà của người ta mà nó không review thế nào không. Thực sự rất là mệt mỏi và áp lực luôn. Thế nhưng mà nói cũng nói từ đầu luôn, đấy là khi mà bạn nói là bạn muốn tặng mình ý, thì mình cũng nói luôn là ok, vậy thì mình sẽ nhận và mình sẽ chủ động là mình quay clip review cho bạn, chứ cũng không phải là cái hợp đồng ràng buộc gì với nhau đâu. Đấy, thì bây giờ mình nói thì là mình làm thôi đấy. Nhưng mà bây giờ bạn nói như thế là mình cảm thấy kiểu rất là kiểu bị tổn thương luôn. Ôi dồi, cứ đúc và đít luôn, nhưng mà cả cuộc đời của mình luôn là xưa nay chưa bao giờ có bị kiểu dùng deadline như thế luôn nhá. Sally Wig Hair, thế giới tóc giả, cung cấp xỉ lẻ đủ chủng loại tóc giả từ bình dân đến cao cấp. Đấy. Đây thì là trong cái bạt ngàn bạn ấy gửi đủ các loại mẫu, thì mình có thích chọn một cái bộ tóc màu đỏ đỏ tím tím như này, tại vì mình xưa nay mình không có cái tóc màu đó. Đây là có cái để bọc tóc vào dành cho các bạn nữ, nhưng mà mình nghĩ là mình thì không có cần. Đây sản phẩm, wow, màu của nó rất đỏ luôn, đỏ cực đỏ luôn, đỏ thiệt là đỏ luôn này. Ui, và nó cũng rất là dài nữa luôn. Thế bây giờ mình sẽ thử cởi cái bộ tóc Just Style này của mình ra để mình thử lên cái bộ đỏ đỏ như này xem như thế nào nhá. Ôi, nhưng mà bây giờ mình cởi ra, mọi người đừng có cười nhé. Cái răng cái tóc là góc con người, các cụ nói cấm có sai luôn. Bây giờ cởi cái này ra thì em thật là sợ hãi luôn, thật là can đảm, cảm giác như kiểu là bị ung thư xong rồi bị rụng tóc vậy. Là lô tô. Ôi nhìn mình không thể chấp nhận được luôn. Đấy, thì mọi người cũng có thể thấy được là hai cái chất tóc của nó hoàn toàn là khác nhau. Đây là một cái bộ tóc làm từ tóc thật, cái này thì là gần 30 triệu, còn cái bộ này theo như đơn giá của bạn ý ghi ở trên cái hộp này là 450 nhá. Đó, thì cái sợi của nó sẽ khác. Đó, thì bây giờ mình sẽ đội thử cho mọi người xem. Wow, cái bộ này nó rộng hơn cái bộ của mình. Bộ của mình nó đội nó ôi trời ơi, nhìn cũng xinh đấy chứ ha. Oh my god. Cái bộ của mình thì nó bị kiểu chật ý. Mình kiểu nó thắt cái đầu, cái vòng đầu của cái bộ này người ta sản xuất nó hơi nhỏ. Wow, xinh phết ha. Trông cũng được đấy chứ ha. Vỗ tay. Đó. Được mà đúng không? Đấy, lâu lâu mình đổi concept tí đúng không? Đó, chứ còn thực ra là như cái bộ này của mình á, nếu mà bây giờ gần 30 triệu mà mình muốn mình tẩy nó đi xong để mình nhuộm những cái màu như này thì nó sẽ rất là xót xa, rất là phí cho cái bộ tóc này. Là cái bộ này mình cũng sẽ rất là cố gắng là giữ gìn luôn. Thì lâu lâu mà mình muốn đổi á, mình đổi ý thì mình có thể dùng cái kiểu như thế này đúng không? Đấy, cái mai mái này mình đấy để thế này đấy, ok không? Đấy, hợp lý không nhỉ? Đấy, đó, thì đây là sản phẩm của bên shop tóc giả Pleiku Sally. Ui, cái bạn này bạn ấy nhiều tên lắm, mình không biết đường nào mới nữa. Nhưng mà nói chung là mình sẽ có thể là mình sẽ bán lại cái thông tin lên đây nhá. Mình cảm ơn bên phía admin rất là nhiều và mình cảm thấy rất là hài lòng với bộ tóc này. Thực sự
mình cũng được các bên tặng tóc giả rất là nhiều luôn á. Thì mình thấy là cái bộ tóc giả nguyên đầu và màu đỏ như thế này, và tóc của nó cũng khá là dày, nó cũng không bị mỏng quá đâu, sóng sánh như này là mình thấy là cũng rất là ok. Thì cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Hy vọng rằng là lâu lâu bạn có tóc nào mới xinh đẹp thì bạn lại tặng cho mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn sẽ có nhiều sức khỏe và làm ăn thật là tốt nha. Chúc số phát tài, phát lộc. Nhân đây thì thông báo luôn là mình mặc áo mặc đồ size M nữ nhá mọi người nhá. Bạn nào mà có muốn kiểu tặng váy cho mình để thi thoảng mà mình muốn review và ai khen váy đẹp và biết địa chỉ thì mọi người cứ tặng thoải mái luôn. Nói một cách rất là công tâm luôn, không phải là quảng cáo nhiều. Ví dụ như mỹ phẩm mỹ phỏ ấy, thì nhiều khi mình còn nghĩ là úp lên mặt lên người có thứ có thể nó ảnh hưởng, nhưng mà váy vùng có thứ thì ok. Đấy, không vấn đề gì lắm. Kiểu mình đồng ra sắt ấy, hiểu không? Nên là bạn nào mà muốn quảng cáo váy nữ, mình sẵn sàng mặc và chia sẻ địa chỉ của các bạn nhá. Tiếp tục xe đi anh em ơi.